Vâng, xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cương. Hôm nay Cương sẽ chia sẻ anh em về một số câu hỏi mà anh em hỏi Cương ở trên kênh ở Cương. Thì thực sự là trong thời gian vừa qua thì Cương rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của Cương để Cương đạt được 1.000 lượt đăng ký. Thì hôm nay Cương muốn chia sẻ anh em về, làm anh em hỏi Cương về là gỗ đỏ so với gỗ lim thì là cái nào tốt. Thì thực sự là như Cương cũng đã chia sẻ rồi, thì gỗ đỏ so với gỗ lim thì là hai cái nó đều tốt như nhau, có điều là tính chất của nó sẽ khác nhau anh em nhé. Tại vì sao? Thì cái tính chất của gỗ đỏ thì là nó có dầu, đấy là gỗ đỏ xịn mà Cương đã chia sẻ với anh em, là có những cái loại gỗ đỏ ba chi này, lize, gala, đấy là những cái loại, và ba chi là những loại gỗ đỏ mà có tính chất vô cùng là tốt, đó là đối với những cái loại gỗ là chuẩn anh em nhé. Còn mình chưa nói đến cái chất lượng của vân gỗ, thì cái đó thì anh em từ từ anh em sẽ biết. Còn như là để mình trả lời cái câu hỏi của anh em là hỏi là hai cái loại gỗ lim tali và gỗ đỏ thì loại nào tốt, thì thực sự là hai loại đều tốt. Cương phải khẳng định luôn là hai loại đều tốt như nhau. Đấy, thì về cái tính chất của gỗ đỏ thì như Cương cũng chia sẻ rồi, thì có cái tính chất gỗ là phấn trắng, có dầu và vân nó sáng. Còn gỗ lim thì là gỗ lim tali thì tính chất của nó là cái chất gỗ nó xanh, màu xanh rất là đẹp, xanh tự nhiên rất là đẹp anh em nhá. Khi mà nó khô cái bề giáo bề mặt đi thì nó sẽ ngả thành cái màu hơi vàng vàng. Đấy là tính chất của gỗ lim tali. Bản chất của tính chất của gỗ lim tali thì là nó là không có chất dầu bên trong anh em nhá, có mùi hơi chua chua. Đấy. Còn về cái độ cong vênh co ngót thì gỗ lim tali thì hầu như là không có là cong vênh đâu anh em nhá, nếu mà là chuẩn. Còn lim okan thì là nó sẽ cong vênh và lẻ răm rất là nhiều. Đấy là chia sẻ của Cương để anh em nắm rõ một cái, gọi là có một cái nền tảng tính chất để anh em dựa vào đấy anh em biết được. Còn lim tali thì khi bào ra xẻ ra anh em có thể phơi nắng thoải mái. Nếu nó có lứt lẻ thì là do nó cước quá một tí thì là nó sẽ hơi lẻ răm ra một tí thôi. Gọi là hơi lẻ răm thôi nhá, chứ không phải là nó lẻ toác ra lim như lim okan. Lim okan anh em chỉ cần bào ra cái nó cương mặt lên là nó sẽ lứt lẻ. Đó là chia sẻ của Cương để Cương trả lời anh em cái câu là lim gỗ lim với lại gỗ đỏ thì cái nào tốt, thì Cương khẳng định luôn là hai cái tốt như nhau anh em nhá. Chỉ có điều là giá thành này nó sẽ khác nhau bởi cái tính chất của gỗ. Đấy, tính chất của gỗ đỏ thì hầu như là không có lứt lẻ gì đâu. Đó là chia sẻ của Cương. Còn trong video ngày hôm nay thì Cương giới thiệu thêm anh em một chút là về cái bộ bàn ăn K3 này, thì cũng đã được Cương nhận của một anh khách vô cùng là yêu quý Cương, đã điện đến và đặt Cương ngay từ lúc xẻ cái bộ này ra rồi. Thì anh đã chốt mình cái tấm gỗ này, thì anh bảo làm một cái bộ bàn ăn K3 để anh làm để trưng ở văn phòng bất động sản, để anh làm cái bàn còn tiếp khách thôi anh em nhá, bàn tiếp khách. Thì cái bộ này thì sau khi hoàn thiện như này rồi xong thì Cương sẽ hôm nay chia sẻ anh em về cái kích thước. Tại vì sao mà anh để cạnh cái tự nhiên như này, thì Cương cũng tư vấn với anh là để cái tự nhiên như này thì là do là cái giác của nó để được anh em nhá, với lại cái tấm gỗ nó không to quá thì mình để được. Còn nếu mà mình mà cái tấm gỗ nó to quá mà giác không để được thì mình cũng lên rong vuông đi. Thì cái tấm dưới của cái mặt này thì mình cũng đã rong vuông rồi, thì tấm này cũng được một bác ở trong Bình Dương, thì bác cũng điện đến cho Cương và đã ủng hộ Cương. Đó là chia sẻ của Cương với anh em, toàn thể anh em đang xem kênh của Cương đấy. Thì như tấm này thì để Cương phải đo xem nào. Tấm này như Cương đo là rộng vào cả giác thì được vào 1.1 đấy. Dài vào đi là 3.09 anh em nhá. Còn về độ dày của cái tấm này thì dài vào 15 đấy. Như cái bộ này thì là làm về bộ bàn ăn K3 anh em nhé. Bộ bàn ăn K3. Tại sao làm bằng bàn ăn K3? Thì bàn ăn K3 để ngồi được nhiều người hơn, giúp mọi người ngồi gần nhau hơn. Đấy, thực sự là ngồi bàn ăn, ngồi trên cái này là cái công năng sử dụng của nó là được nhiều người. Ý Cương là muốn nói đấy là được ngồi nhiều người. Mà về cái chân này thì thực sự là anh em nhìn cái chân nó to như thế này thôi, nhưng mà không phải là bằng gỗ đỏ đâu anh em nhá. Thì mình cũng chia sẻ luôn, nếu anh em nào mà có đặt hàng Cương mà bảo yêu cầu cái chân to như này thì Cương cũng nói luôn là không phải bằng gỗ đỏ mà mình làm bằng gỗ phay sừng.
Đấy, chia sẻ anh em đấy để anh em biết. Chứ không có anh em lại bảo làm cho cơ mình bằng cái chân bằng gỗ đỏ mà to này thì thực sự là hai cái trụ này nó cũng đã rất là nhiều tiền. Đấy thì Cương là nói luôn. Còn nếu làm bằng hai cái trụ bằng gỗ vai sừng này thì giá cũng bình thường thôi. Đấy anh em ạ, nhìn khi mình kê lên như này nhìn nó rất là vững chãi. Thì sau cái video này thì Cương sẽ quay toàn bộ chi tiết để anh em xem chi tiết về cái bộ này để cho anh em rõ ràng hơn. Nếu anh em nào mà yêu quý Cương mà ủng hộ Cương thì cứ hãy comment cho Cương. Còn nếu anh em nào còn chưa biết về gỗ hay là chia sẻ của Cương còn thiếu sót điều gì thì anh em cứ hãy comment cho Cương để Cương làm video trả lời anh em một cách là chi tiết và tỉ mỉ nhất để anh em biết được rõ ràng được về vân gỗ cũng như là chất liệu của gỗ để anh em không bao giờ bị mua nhầm. Cương hôm qua Cương nói chuyện một ông anh cũng rất là lâu, anh chia sẻ với Cương một điều là như này, là mua gỗ thực sự là không nên chọn vân hay gì cả. Các anh thường khi là các anh đều có cái tâm lý là mua hàng chất lượng. Thì Cương hiểu được cái điều đó. Thì Cương muốn chia sẻ tất cả anh em là mình trước tiên là mình phải chọn được cái gỗ đó, chất lượng gỗ đó. Còn sau đó thì mặt vân mình tính sau. Còn lắm anh em thì cứ quan trọng đến mặt vân các thứ thì mà không để ý đến chất lượng thì anh em sẽ rất là nhầm, rất là dễ bị mua nhầm về cái chất lượng gỗ, về dùng cái mặt vân một dạo nó đẹp nhưng mà một thời gian sau thì nó sẽ bị là co rúm cái mặt lại. Tại vì sao? Tại vì cái chất gỗ ở bên trong ấy là nó mềm, một thời gian sau thì nó mất nước các thứ ấy, anh em là nó co rúm lại hết. Thế là nó mình trông nó như là kiểu gọi là lão hóa nhanh. Còn như mình đã mua gỗ chuẩn rồi anh em nhá thì nó khô đi, ngót đi hay như nào nó chỉ có xuống màu gỗ thôi chứ không bao giờ nó bị là cái ngót bề mặt anh em nhá. Đấy là chia sẻ của Cương một cách là chân tình và chi tiết nhất. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký vào kênh của Cương thì hãy đăng ký vào kênh của Cương để Cương có thể chia sẻ anh em biết nhiều điều hơn. Để những video Cương làm sau là anh em là nhận được luôn. Đó là những chia sẻ của Cương. Anh em hãy đăng ký vào kênh của Cương. Với mặt Cương xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.